Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý một cái trường hợp mà khi mà mình xóa một cái tệp hoặc là thư mục ở trong máy tính mà hiện ra cái thông báo giống như trên màn hình của mình chia sẻ ha. Thì file này mình cũng không thể mở lên được mà cũng không xóa được luôn. Thì giờ mình đang có gặp phải một số cái file đây. Ví dụ các bạn có thể nhìn đây là cái file hình ảnh của mình đã lưu rồi rất là lâu rồi nè. Nhưng giờ thì mở lên không được luôn. Và bây giờ mình muốn xóa những cái file này đi luôn. Thì nó lại hiện thông báo là không có quyền ha. Thì đây cũng là máy tính của mình luôn nhưng mà nó gặp trường hợp này bởi vì là lúc trước á, là mình xài một cái tài khoản tên khác á, nhưng mà giờ mình không có xài tài khoản đó nữa, mình lỡ xóa đi rồi thì bây giờ cái file này giờ mình xài tài khoản mới á, mình mở lên thì nó không có cho mở ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý trường hợp này rất là đơn giản. Đối với những file mà các bạn muốn mở hoặc là muốn xóa thì giờ chúng ta sẽ chọn file ha, bấm chuột phải vào file đó. Chúng ta chọn chữ property. Thì ở đây nè, các bạn sẽ vào thẻ security ha, thẻ bảo mật nè. Ở đây là hiện tại bây giờ cái tên tài khoản lúc trước của mình nó xóa đi rồi, giờ không còn nhận dạng được nữa. Bây giờ nhiệm vụ của mình là mình sẽ đổi thành tên tài khoản hiện tại của mình đang xài ha. Rồi mình chọn chữ edit. Ở đây chúng ta sẽ thêm một người dùng mới. Ở đây thì các bạn có thể là thêm cái tên tài khoản của mình đang sử dụng là cái tên của máy của mình á ha, hoặc là mình có thể chọn chữ, mình gõ chữ E nè, bấm chữ check name thì nó sẽ ra user là everyone, là tài khoản nào cũng có thể xem được cái file của mình. Rồi chúng ta bấm ok. Thì ở đây khi mà bấm ok thì nó sẽ hiện lên rất là nhiều sự lựa chọn nè. Và bây giờ mình muốn coi file này và xóa file này đi thì máy này máy cá nhân của mình, mình xài à, nên mình không có sợ ha. Thì mình chọn dòng đầu tiên full control là mình chọn hết tất cả các quyền luôn, có thể xóa, có thể mở, vân vân, sửa. Rồi chúng ta apply ok. Bấm ok thêm một lần nữa. Thì bây giờ cái file này nè. Đó, mình có thể mở ra được rồi nè. Và mình có thể xóa file này được luôn. Đó. Rồi tương tự những file còn lại thì các bạn cũng làm tương tự ha. Các bạn chọn everyone ha, hoặc là các bạn có thể chọn tài khoản của các bạn đang xài. Mình là admin nè, tài khoản admin nè. Rồi mình chọn toàn quyền luôn nha. Hy vọng là các bạn sẽ làm được ha. Chúc các bạn thành công nha.